lời Chúa. Thứ ba sau Chủ nhật thứ năm thường niên, ngày 7 tháng 2 2023. Lời Chúa. Thứ ba sau Chủ nhật thứ năm thường niên, ngày 7 tháng 2 2023. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba, và thứ ba đầu tháng, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân. Mỗi ngày thứ ba ta nhớ đến những người đang nằm trên giường bệnh, những người chăm sóc những người bệnh, và những gia đình có những người bệnh. Tất cả đều chung vai gánh vác thập giá những đau khổ do bệnh tật người ấy phải chịu, người chăm sóc và gia đình. Xin Chúa cho họ biết kết hợp những đau khổ do bệnh tật với đau khổ Chúa trên thập giá để sẽ đem lại ơn cứu độ cho một người. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa tỏ quyền năng lòng thương xót ra qua việc chữa lành, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, bị nhiễm COVID, hậu COVID, bị ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến và biết bao nhiêu căn bệnh nan y khác không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin Chúa ra tay chữa lành để mọi người nhận biết, tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ năm thường niên. Bài đọc 150, trích sách Sáng Thế chương 1 câu 20 đến chương 2 câu 4a. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán: đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm báo chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.
có một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó, người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp ca đĩa cầu. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mây, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đu loại, nào thu vật ngoài đồng, nào chim trời ca biên, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Hallelujah, hallelujah. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh y và thương ban cho con luật pháp Ngài. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô chương 7 câu 1 đến câu 13. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông, là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế ông Môsê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống của các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc sách Sáng Thế. Hôm qua nói về việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, bốn ngày. Hôm nay còn lại ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Ngày thứ năm thì Thiên Chúa nói rằng nước phải sinh đầy những sinh vật, thủy quái, chúc phúc cho chúng sinh sôi đầy biển, chim sinh sản nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm.
Rồi Thiên Chúa phán đất phải sinh các sinh vật tùy theo loại gia súc, bò sát và dã thú. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc, bò sát cũng tùy theo loại, và Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Mọi cái đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả để làm gì? Khi chúng ta chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, chuẩn bị xong xuôi rồi thì làm gì? Không nghĩa đóng cửa, chuẩn bị xong rồi thôi nha, chúng ta bế mạc kết thúc nha. Có ai làm vậy không? Không. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, và bây giờ là nhân vật quan trọng xuất hiện. Bắt đầu MC trong những tiệc cưới, xin mời mọi người hướng về phía sau và đón tiếp hai nhân vật quan trọng của ngày hôm nay, đó là cô dâu Lê Văn Đạt và chú rể Phạm Thị Thùy Linh, cho chàng phát tay. Đây là hai người nhân vật đó xuất hiện. Mọi thứ chuẩn bị hết, trang trí rồi tiệc tùng cỗ bàn, mọi thứ để chuẩn bị cho cô dâu và chú rể xuất hiện. Nếu mà tiệc cưới đến giờ đó, có những bộ phim không biết là những câu chuyện ngoài đời có không? Chú rể hoặc cô dâu bỏ trốn có không? Có. Bị ép, bị thế này thế kia đó. Rồi cuối cùng cô dâu bỏ trốn hay là chú rể không xuất hiện, thì bữa tiệc nó vô nghĩa, mọi thứ chuẩn bị đều vô nghĩa hết nếu nhân vật chính không xuất hiện. Cỗ bàn các thứ, có những trường hợp thế này, chuyện của anh em chúng tôi, linh mục tu sĩ, là thầy ấy, thầy Sáu, thầy phó tế đó, được thông báo hết rồi, là ngày đó chịu chức linh mục, rồi thông báo xong hết, không có chuyện gì trở ngại, rồi nhà làm cỗ bàn xong hết rồi, sắp đến ngày truyền chức, một ngày trước thì có giấy báo kiện lên tòa giám mục là thầy thế này, theo thế kia, thì theo nguyên tắc là phải ngưng lại đã để điều tra coi như thế nào, thực hư ra sao. Bây giờ kẹt quá, cỗ bàn bày hết rồi, khách mời hết rồi, mai người ta đến đi lễ rồi, ăn cỗ về sao giờ? Cho nên là đành phải để vậy thôi. Rồi khi mà nhân vật chính xuất hiện thì không xuất hiện được nữa vì đã chịu chức linh mục đâu. Có khi 1-2 năm sau mới chịu chức vì phải điều tra lại cẩn thận. Có những sự cố nó xảy ra như thế thì chúng ta thấy rõ ràng là bữa tiệc đó có cười được không, có vui được không, có vỗ tay được không. Nó giờ khóc giờ cười. Nó không phải là đám ma mà cũng chẳng là đám cưới. Gọi là tiệc vui nhưng mà không có vui, mà không có vui mà cũng làm tiệc, mà không phải là đám cưới đám tang, cho nên là không có khóc được, không có bù lu bù loa mà khóc, mà không khóc mà cũng không cười được, thì đám tiệc nó như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này sẵn sàng hết tất cả, và thấy mọi sự đều là tốt đẹp để chuẩn bị cho ai xuất hiện? Cho ai? Cho ai? Con người. Ngày thứ sáu, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Anh chị em đọc đi, đọc từng câu từng chữ đi. Giống như chúng ta, Thiên Chúa sao lại nói dùng chữ chúng ta? Vì Thiên Chúa có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Thế người dùng cái từ đó là chúng ta. Cả ba ngôi, ba ngôi Thiên Chúa cùng dốc hết tâm sức vào để làm cái công trình tuyệt vời nhất của mình, đó là làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Anh ngó sang bên phải coi, thấy Chúa không? Ngó sang bên trái coi, thấy Chúa không? Con đâu thấy Chúa đâu, con thấy con Linh mà, con đâu thấy Chúa, con thấy anh Đạt, con thấy anh Vũ mà. Nhưng mà mỗi một người đấy lại là hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa. Bao lâu mình nhìn thấy tha nhân, người khác mà mang hình ảnh Thiên Chúa, lúc đó thực sự mình mới có thể thương xót họ được. Mặt khó ưa quá, chảnh quá, này cao ngạo quá, thế này thế khác, chẳng thấy hình ảnh Thiên Chúa đâu. Tội nghiệp, hình ảnh nó bị méo mó, bị mờ, bị phai, bị nhạt theo năm tháng rồi.
Đôi khi mình phải tĩnh tâm là để soi lại cái hình ảnh Thiên Chúa nơi mình, nó có bị méo mó chỗ nào thì lo mà tu sửa lại đi. Anh lấy cái hình của anh tô lại đi, rồi đánh tí phấn tí son và đi lên coi, rồi cho nó sẽ đẹp đẹp tí, nó xinh tí, cái hình ảnh nó bị nhạt nhòa, bị phai mờ theo năm tháng. Theo năm tháng thời gian thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm chưa thấy. Hay là người tình không chân dung chẳng hạn, hay là giết người trong mộng chẳng hạn, không thấy đâu cả. Hình ảnh Thiên Chúa nơi tôi bây giờ người ta không còn thấy nữa. Cái đó là cái điều mình đáng suy nghĩ. Và bây giờ thì người ta không còn thấy hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nơi tôi nữa. Cái đó còn đáng sợ nữa. Và chúng ta cũng không trình bày cho người ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nữa. Vì mình không có lòng thương xót thì nói thế nào về Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Thế nên muốn nói về một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót thì mình phải là mang cái hình ảnh của lòng thương xót của Thiên Chúa nơi mình. Mà mang hình ảnh lòng thương xót Chúa không phải lúc nào cũng đi cũng cầm đây, đeo ngực, đeo cổ đi lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa. Hay là đeo băng rôn, hoặc là đeo phù hiệu, hoặc là đeo cờ lòng thương xót hình ảnh Chúa. Cầm cờ đi mà còn cãi nhau, người dưa cao, người dưa thấp đó mà. Hát tôn vinh lòng thương xót Chúa mà còn cãi nhau, người tông cao, người tông thấp, dành nhau solo mà. Đúng không? Đi rước lòng thương xót Chúa, còn có cái kiệu nào to, kiệu nào bé, còn dành nhau. Rồi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà còn đi... không được đi nhóm này, chỉ đi nhóm kia, không được đi chỗ này, chỉ được đi chỗ kia. Thấy chỗ nào đông lại khó chịu. Thì hình ảnh lòng thương xót Chúa nơi mình nó còn đâu, ta đâu có thấy được. Nên muốn kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa, muốn đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa, mà mình cứ ganh tị thì làm sao mà thấy được lòng thương xót Chúa, làm sao người ta đến. Đến nó làm gì, đến nó cứ suốt ngày cứ... nói xấu rồi nó ganh tị rồi cứ nói mánh nó khoe nhau thì đến làm cái gì? Đến mà phải cảm nhận rằng là đây đúng là lòng thương xót. Cái bầu khí mọi người được dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa, trong những lời kinh sốt sáng, trong những bài hát, trong những cách cử hành, mọi người đều chan hòa với nhau, quay sang bên trái, quay sang bên phải, cười với nhau vui vẻ, hòa đồng với nhau, không phân biệt. Đây rồi, chỗ này dành cho đại ân nhân, chỗ này dành cho ân nhân, chỗ này dành cho nhà tài trợ, chỗ này dành cho những người có máu mặt, còn dân lúc nha lúc nhúc ở phía dưới. Cái lòng thương xót Chúa mà họ thấy như thế thì làm sao mà họ cảm nhận được hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót nơi những con người đó. Cho nên muốn cho người ta đến với lòng thương xót Chúa đó, thì mình phải cảm nhận lòng thương xót Chúa nơi chính mình, rồi mình bộc lộ ra niềm sắc tín của mình vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Niềm sắc tín của mình vào Chúa đấng giàu lòng thương xót và thể hiện đó ra. Thì người ta sẽ thấy rằng là đây là hình ảnh của Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Và tự nhiên người ta đến thôi. Tự nhiên người ta đến thôi. Có cấm người ta cũng đến. Có cản người ta cũng đến. Mà nếu không cho người ta thấy được hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót nơi mình, nơi những người phụ trách thì... có lôi, có kéo, người ta cũng chẳng đi. Có đe, có dọ, người ta cũng chẳng thèm đến. Cho nên Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ rồi mới dựng nên con người. Vậy thì bạn đừng bao giờ coi thường mình. Phải biết trân trọng chính bản thân mình. Phải thấy được cái giá trị của mình. Không phải để là mình cao ngạo, nhưng mà để mình cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con được nên giống hình ảnh của Chúa, vì Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Chúa, sáng tạo con người theo hình ảnh Chúa, và Chúa còn để cho con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò vật trên đó. Còn gì hơn nữa? Còn gì hơn nữa mà con người có là gì? Con người có là gì? Thánh Vịnh, chúng ta nghe
Thánh Vịnh 8. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm, ta là gì mà Chúa phải bận tâm. Đôi khi ta tưởng ta là cái rốn của vũ trụ, ta bị chuyện này bị chuyện kia, ta kêu nào Chúa, tại sao Chúa để cho con như vậy, tại sao Chúa để cho con như thế, mày là cái gì, mày là cái gì mà hạch hỏi tao như vậy. Ta thường hạch hỏi Chúa phải không, ta thường kêu trách Chúa, tại sao Chúa để cho con như vậy. Ơ kìa, ai dựng nên con dựng nên ta hay ta dựng nên con? Người bố, người mẹ sinh đến đứa con rồi dạy dỗ nó thế này thế kia không hợp ý nó, bắt nó học không cho nó chơi, bắt nó đọc kinh không cho nó đi đánh bài, nó hạch hỏi lại bố mẹ nó à? Nó đâu có hiểu, bố mẹ thương nó cho nên phải dùng cách đó. Thế nó hạch hỏi bố mẹ, tại sao bố mẹ không cho con đánh bài, sao mẹ không cho con đi chơi. Thì cũng vậy, khi anh gặp cái sự cố xảy ra, anh cũng trách Chúa, tại sao Chúa để cho như thế, tại sao Chúa xảy ra như vậy. Anh cũng vẫn là đứa bé đâu hiểu được lòng cha mẹ đâu. Con người là gì mà Chúa phải nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy. Nhớ, ban vinh quang danh dự làm mũ chùa thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Ta không kém thần linh là mấy đâu. Chúa thương ta như vậy, phải cảm nhận được là mình được Chúa thương như vậy. Con à, đây tài sản của bố cho con hết, con làm chủ hết cái tài sản này. Nghe cái đó sướng không? Sướng lắm. Mà tại sao Chúa cho mình cái ơn đó là mình không sướng, không thấy hạnh phúc, không biết tạ ơn Chúa, mà cứ bị cái chuyện gì đó không với ý, cái là mình kêu ca, mình trách móc à? Bố cho con cả cái gia tài này, ấy vậy mà cái xe đạp này bố để cho đứt xích. Ừ mày, cái xe đạp đứt xích có là cái gì so với cả 100 tỷ, ngàn tỷ mày có trong tay. Mà muốn cái xe đạp đứt xích thì mày là người mày cầm ràm là sao? Anh chị em thấy không ạ? Mình ngồi suy nghĩ đi. Biết bao nhiêu thứ Chúa cho mình, cả cái không khí này, không gian này, này cho mình hít thở này. Ánh sáng ban ngày, trăng sao ban đêm này, gió này, mây này, nước đủ mọi thứ tạo dựng cho con người mình hưởng dụng, làm chủ hết tất cả. Nó phải phục vụ con người. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ đọc tiếp là tại sao vũ trụ vạn vật nó không phục vụ con người nữa. Vì con người không phục vụ Chúa, không vâng phục Chúa nữa thì Chúa làm ngược lại thôi. Còn ban đầu Chúa dựng nên mọi sự tốt đẹp, hài hòa là Thiên Chúa, con người và vũ trụ. Cứ như thế đi là thiên đàng. Là thiên đàng. Nào chim bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Chúa cho con người đặt muôn loài muôn sự dưới chân, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Sướng không chị em? Anh chị mới đọc lời Chúa, mình cảm thấy nó sướng như vậy cơ, hạnh phúc như vậy cơ. Rồi nghe lời Chúa chung mình chả cảm thấy được đâu. Thiên Chúa dựng nên tôi giống hình ảnh Thiên Chúa. Ủa? Thiên Chúa dựng nên em giống hình ảnh Thiên Chúa. Ủa? Vậy thì có lý gì mình khinh thường bản thân mình, và cũng không có lý gì mình lại coi thường người khác, vì họ cũng là hình ảnh Thiên Chúa mà. Thấy chưa? Thế là trời đất cùng Thiên Chúa thấy mọi sự quả là rất tốt đẹp. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ năm, dựng nên vũ trụ vạn vật, Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Còn đến ngày thứ sáu mà dựng nên con người thì Thiên Chúa thấy rất tốt đẹp. Đó. Càng đọc càng thấy rõ cái giá trị vô cùng của con người mình trước mặt Thiên Chúa. Cho nên ai muốn cười thì cười, em muốn chê thì chê, em muốn coi thường tôi, chuyện của họ. Còn tôi biết giá trị tôi trước mặt Chúa là như thế nào. Tôi không là gì mà Chúa thương tôi như thế đấy. Tôi không là gì mà Chúa xót thương tôi như thế đấy.
và tôi chẳng xứng đáng gì mà Chúa trao cho tôi cái nhiệm vụ là đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa đấy. Vì Thiên Chúa thấy rất tốt đẹp. Khi tạo dựng nơi con người mới thấy rất tốt đẹp. Tức là đến đỉnh rồi. Đến đỉnh rồi, không có làm gì nữa. Không làm gì thêm được nữa thôi. Nghỉ. Ngày thứ bảy, Chúa nghỉ ngơi. Trời đất cùng mọi thành phần đã hoàn tất. Hoàn thành công việc người làm rồi. Xong mọi việc của người. Ngày thứ bảy, Chúa nghỉ ngơi. Và Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Ngày thứ bảy bìa gọi là ngày thứ mấy? Ngày Chủ nhật. Tại vì mình tính từ thứ hai, thứ ba, tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Và Chủ nhật là ngày thứ bảy. Còn Kinh Thánh đếm ngày thứ nhất, tức là ngày một, ngày hai, ngày ba, ngày bốn, ngày năm, ngày sáu, ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Là việc trong sáu ngày thôi. Ngày thứ bảy nghỉ, hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, sáu ngày. Chủ nhật nghỉ, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, thứ bảy nghỉ. Và Chúa thánh hóa, chúc lành và thánh hóa vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Rất tiếc bây giờ người ta tham công tiếc việc quá. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ nữa. Ban ngày là làm, ban đêm là nghỉ, quy luật là như vậy. Nhưng mà vì con người mà thấy không được, không đủ, cho nên là có thêm làm ca đêm. Đã đi chật mất rồi, cho nên những người mà làm ca đêm khó khỏe được lắm. Dù ban ngày mình có ngủ bù nhưng mà không thể nào bù được. Làm mà ca đêm riết thì con người mình nó sẽ bị yếu sức đi liền. Nó đi chật với quy luật tự nhiên rồi. Rồi ngày thứ bảy là ngày nghỉ, thì bây giờ ngày Chủ nhật là ngày nghỉ, là ngày của Chúa, gọi là Chúa nhật, hay là Chủ nhật là ngày của Chúa, ngày của Chủ, ngày của Chúa. Mình bây giờ Chúa không còn ngày nào nữa đâu. Chủ nhật còn đi làm, chẳng có đi lễ lại gì nữa. May rồi lễ Giáng sinh đi lần. Còn bây giờ ngày Chủ nhật, ngày của Chúa, ngày dành để cho Chúa, thì ta dành để kiếm tiền, dành để ăn chơi. Ngày Chủ nhật là ngày của Chúa và ngày của gia đình, ngày của bạn bè, là ta đi thăm nhau, rồi đi có thể đi chơi chung với nhau, có thể ăn chung với nhau. Ngày Chủ nhật là ngày như thế đó. Con bé nó gặp cha con buồn lắm, cha ngày Chủ nhật nó bắt con đi làm. Nó bảo bây giờ trong tuần mới nghỉ ngày nào nghỉ, đừng nghỉ ngày thứ bảy với Chủ nhật. Lý do là thứ bảy Chủ nhật có khách đông, phải đi phục vụ, cho nên là muốn đi sinh hoạt, muốn đi tham dự tĩnh tâm, ngày thứ bảy Chủ nhật là kẹt cứng. Bây giờ nhiều những người như vậy, thưa anh chị em, nhiều nơi như vậy. Ngày của Chúa, ngày mà để ngày phải đi lễ, có nhiều anh chị em bỏ lễ Chủ nhật một cách rất thoải mái. Bận việc nhà chẳng đáng cái gì, bỏ lễ đâu được phép. Mình đi tưới cây với lại chăm sóc vật mà thay cho Chúa sao được. Rồi đi ra chợ bán hàng mà thay cho Chúa sao được. Anh chị cứ suy nghĩ đi, nếu Chúa không cho mình sức khỏe, có đi chở hàng, có đi bán hàng được không? Mà nếu Chúa không ban, cho dù mình có chăm súc vật mấy đi nữa, chỉ cần một cái dịch đi ngang qua là cả trăm cả ngàn con thú chết chắc, đúng không ạ? Cho nên chị em phải suy nghĩ lại. Những người mà bỏ lễ Chủ nhật, bỏ một cách thường xuyên, bỏ một không có lý do chính đáng, trừ phi đó là mình bệnh, trừ phi là mình nuôi người bệnh, trừ phi là mình đi công tác, đi công việc mà không có nhà thờ, nhà thánh phải chịu thôi. Còn mình ở nhà mà, có 24 tiếng mà, sắp xếp công việc đi chứ. Chứ khó sáng Chủ nhật mà cũng thì dậy sớm mà đi lễ cho nó an tâm đi chứ. Thứ bảy chứ có ngủ sớm trong sáng Chủ nhật 4, 5 giờ sáng không? Nếu bận thì mình 4, 5 giờ sáng mình dậy đi lễ đi. Mình có lý do là tôi không có dậy sớm được. 4 giờ sáng phát mọi người cây vàng dậy không? Ừ, dậy nhanh với. Hả? Thức đêm luôn rồi. Ừ, quá. Mong bà cha có cho con thức đêm với. Chỉ có một cây vàng thôi mà mình coi còn hơn cả Chúa. Cho nên khi tôi suy nghĩ tôi thấy Chúa buồn thật đấy. Chúa buồn thấy không? Buồn lắm luôn ấy.
ta dựng nên cả cái vũ trụ vạn vật này cho nó. Ấy vậy mà nó không thèm đến, mà có người nào cho nó cây vàng mổ, có thức cả đêm cũng được. Hướng. Anh chị em thấy không? Rồi cầm cây vàng xong rồi ra ngoài kia trúng gió chết ngắt. Chứ mà thì đó, con nghĩ là con cầm được cây vàng trong tay, còn cái sự sống của con thì ai cầm? Nghĩ đi. Tôi cứ suy nghĩ vậy và thôi, chả ham hố gì nữa. Sự sống của mình còn chẳng chắc nữa, mà cũng chỉ là vàng với lại tiền của cầm làm cái gì. Anh chị suy nghĩ đi. Cái sự sống của mình còn chẳng chắc nữa mà. Vì thế mà hôm nay xin nhắc lại anh chị em, những người hay bỏ lễ Chúa Nhật, chúng ta phải suy nghĩ lại nha. Có mình bỏ Chúa, chứ Chúa không bỏ mình. Mà mình bỏ Chúa thì lỡ mà Chúa cho mình cất đi lúc này, mắc tội trọng vì bỏ lễ Chúa Nhật, mình tính sao? Thứ hai nữa là có những em không rước lễ, cứ bảo là con mắc tội trọng. Mắc tội trọng thì phải xưng tội rồi mới đi rước lễ chứ. Trừ khi bị rối hôn phối là không được xưng tội rước lễ. Chưa được xưng tội rước lễ thì phải chịu. Đây không bị rối gì cả mà cứ bảo rước lễ thì bảo mắc tội trọng không rước lễ. Ơ kìa. Thế sáng giờ ăn gì chưa? Thôi đừng ăn. Đang mắc tội đừng ăn. Đang mắc tội trọng ăn làm gì? Ăn không? Ơ? Cái thân xác của mình vẫn cứ nuôi nó, mà linh hồn mình lại không nuôi dưỡng linh hồn mình là sao? Anh chị em suy nghĩ lại thử coi ạ. Cho nên là nếu mình mắc tội trọng thì mình mau chóng mình đi xưng tội càng sớm càng tốt, để mình được rước Chúa. Trừ phi mình không xưng tội được vì lý do, một là không có linh mục, hai là ngăn trở hôn phối, thì mình rước lễ thiêng liêng mà. Thế không ạ? Cho nên khi mà chúng ta cảm nhận được một Thiên Chúa như thế rồi, thì mình không còn là những con người mà Chúa nói. Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Không cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa, thấy Chúa dựng nên mình giống hình ảnh Chúa, dành cho Chúa ngày Chúa Nhật, mà chỉ tôn kính bằng môi bằng miệng, nói hay lắm, ca tụng tôn vinh hay lắm, mà thực chất lòng mình chẳng có Chúa, chỉ thờ bằng môi bằng miệng thôi. Và mình đối xử với nhau cũng chỉ bằng môi bằng miệng thôi. Nói thì hay lắm, nói hay lắm, nhưng lòng không có hay. Ôi mày, sao mày tin được nó? Miệng lưỡi thế gian ấy mày ơi, nó tâng mày lên, nó nâng mày lên, chứ nó có thương xót gì mày đâu. Trầm voi không được bát nước sao? Tôi sợ những người đó lắm. Cha ơi, cha là trong trái tim của con bướm. Cha trong trái tim con nói hay lắm. Cùng bảo đi đến đọc kinh, đi đến chia sẻ. Con bận, con mắc cái này mắc thế kia. Mà sao mày nói tại mày, tao trong cái tim của mày. Nói môi miệng nhiều quá. Dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân mà thôi. Những truyền thống mà người ta coi truyền thống đó hơn luật của Chúa, coi truyền thống đó hơn lời của Chúa, coi truyền thống đó hơn giới răn của Chúa là bậy rồi. Có những truyền thống bây giờ đâu còn phù hợp nữa, phải bỏ đi, phải thay thôi. Đúng không ạ? Tôi gặp hôm Tết vừa rồi, gặp hai đứa mới cưới nhau xong, bảo sao con này có đi Tết mới không con? Nói Tết mới là gì? Mà Tết nhận họ là sao? Và thì hai đứa mày mới cưới nhau rồi thì phải đi đến bên nhà trai, bên nhà gái, họ nội, họ ngoại đó, mà Tết rồi để nhận họ. Bảo bìa có đâu còn đâu nữa cha, có ai đi Tết nhận họ nữa đâu, Sài Gòn này cùng lắm đến thăm chào nhau thôi, chứ còn đâu có cần mang lễ đến mà để xin nhận họ nữa đâu. Có những truyền thống bây giờ nó không còn phù hợp với hoàn cảnh mới nữa, bây giờ thì phải thay. Ấy vậy mà người ta lại coi là cái truyền thống đó là bất di bất dịch, không thể thay được. Còn lời của Chúa, thánh ý của Chúa, di ân của Chúa thì coi thường, bỏ qua. Ngày Chúa Nhật là ngày luật buộc của Chúa, đi lễ Chúa Nhật thì mình sẵn sàng bỏ qua. Nhưng mà truyền thống hôm nay, họp truyền thống, họp lớp này, họp gia tộc này, họp gì ấy, truyền thống thì phải đi. Giỗ tổ phải đi, còn lễ Chúa Nhật thì không đi. Ớ kìa,
bệnh quá. Thế không ạ? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được là Chúa là đấng tuyệt đối, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót Chúa. Và để giàu lòng thương xót vượt lên trên hết tất cả mọi sự, để mình có được sự bình an và mình làm theo thánh ý Chúa, làm theo luật Chúa, hơn là làm theo ý của con người. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Xa xưa con theo mẹ khi nắng hay mưa, suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu.